Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại ha. Ở video lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn về Flashbot là gì rồi. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng một vài thuộc tính khác liên quan đến Flashbot ha. Và mình sẽ giải thích cho các bạn cách nó hoạt động như thế nào. Ok, thì ở đây mình sẽ tạo một cái HTML đơn giản như thế này. UL list ha. Và bên trong mình sẽ tạo các item. Mình sẽ tạo là li list item. Mình tạo là ba cái đi như thế này. Bên này nó sẽ có chữ A, này có chữ lorem rất là dài. Và chỗ này sẽ là chữ C. Chỗ này mình ngắn cắt ngắn bớt đi ha. Rồi mình sẽ được kết quả như thế này. Rồi, khi chúng ta muốn sử dụng Flashbot ha, thì chúng ta sẽ sử dụng là thuộc tính là display và giá trị sẽ là flash. Thì các bạn phải hiểu một điều là khi chúng ta sử dụng flash, giả sử mình sử dụng cho thằng này, sử dụng cho thằng list, thì những thằng bị ảnh hưởng á, là những thằng con trực tiếp ha. Thì thằng về con tức là child á, mình đã dạy cho các bạn rất là kỹ rồi, là những thằng này là những thằng con này, tức là con trực tiếp của thằng này ha. Thì mình sẽ sử dụng flashbot cho thằng cha ha, là thằng list ha, như thế này. Rồi list mình viết ra class là list, thuộc tính là display ha, và giá trị sẽ là flash. Thì flash á, nó cũng giống ở block một chỗ, là chúng ta có display block và display inline block. Thì flash cũng vậy, cũng có display flash và inline flash ha. Thì chức năng, về chức năng nó cũng tương tự, tức là flash thì nó sẽ full 100% phần tử cha chứ nó. Còn inline flash á, thì độ rộng là độ rộng của phần tử bao nhiêu thì nó sẽ chiếm bấy nhiêu thôi ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là display flash trước như thế này. Thì các bạn sẽ thấy nha, khi mình sử dụng display flash thì những thằng này nó nằm trên một hàng như thế này. Đó. Thì tại sao nó nằm trên một hàng? Thì do những thuộc tính đi kèm nữa. À, những thuộc tính đó là những thuộc tính gì thì mình sẽ giải thích cho các bạn sau đây ha. Bây giờ mình style cho nó UI một chút. List item. Rồi mình sẽ code như thế này. Có background màu cam và padding là một RAM như thế này. Rồi, thì tại sao nó lại nằm ngang? Thì á, trong Flashbot á, nó có một thuộc tính đó chính là Flash Direction. Flash direction á, giá trị mặc định á, khi chúng ta dùng á, nó sẽ là row ha, tức là thay chiều ngang. Đó, thì đây là mặc định. Chúng ta có thể bỏ nó cũng được thì nó sẽ là mặc định ha. Ở đây mình ghi ra cho các bạn dễ hiểu. Rồi. Nếu các bạn muốn hiển thị ngược lại, tức là thay vì là A lorem rồi đến C, nhưng mà các bạn lại muốn hiển thị là C lorem rồi đến A, thì thay vì các bạn dùng flash direction là row thì các bạn sẽ dùng là flash direction là row reverse ha, có nghĩa là nó sẽ chạy ngược lại. Này nó sẽ là C lorem rồi đến A như thế này. Đó. Rồi, tiếp tục. Thì các bạn sẽ thấy này. Thằng này, thằng giữa này đi ha. Cho mình sẽ cho thêm một đoạn chữ cho nó dài hơn nữa. Thì các bạn sẽ thấy này, thằng đoạn chữ ở đây này nó rất là dài. Thì chắc chắn cái ô mà chứa nó, nội dung nó sẽ cao lên. Thì ở đây nó hơi sát, mình sẽ dùng mặt kính ra cho các bạn dễ thấy một chút. Thì các bạn sẽ thấy ha, nội dung ở giữa này rất là dài, thì suy ra chiều cao nó sẽ cao lên. Nhưng mà tại sao cái thằng A này, thằng C này, nội dung nó chỉ có một chữ thôi, nhưng mà tại sao nó vẫn cao bằng thằng này? Đó. Thì đó là do thuộc tính align item ha. Align item. Thì align item trong Flashbot á, khi chúng ta sử dụng á, thì nó giá trị mặc định của nó sẽ là stretch ha. Stretch nó sẽ làm các cột cao bằng nhau ha. Thì lúc này các bạn có thể hiểu là khi chúng ta dùng flash direction là row á, hoặc là row reverse á, thì ở line tầm nó sẽ canh theo chiều ngang như thế này ha. Đó là tụi nó sẽ canh với nhau như thế này. Xin lỗi các bạn ha, nó sẽ canh theo chiều dọc chứ không phải theo chiều ngang. Thì nó sẽ là stretch, có nghĩa là nó sẽ cố gắng giãn ra cho nó cao bằng nhau như thế này, cho dù nội dung thằng này ngắn hay là dài đi chăng nữa, thì khi chúng ta dùng như thế này á, thì nó tụi nó sẽ luôn cao bằng nhau. Đó là line tầm stretch. Rồi, thì ở lại trong này á, align item á, nó có rất là nhiều giá trị khác nữa, thì mình sẽ giải thích cho các bạn từng giá trị một ha. Thì giá trị mặc định á là align item stretch, thì có nghĩa là các cột này nó sẽ cao bằng nhau. Tuy nhiên á, bây giờ mình không muốn là tụi nó cao bằng nhau, mình muốn tụi nó canh phần trên này ha. Thì chỗ này hơi khó nhìn, mình sẽ cho mặt kính top ra một chút cho các bạn dễ nhìn ha. Đó, thì lúc này tụi nó cao bằng nhau đúng không? Nhưng mà bây giờ mình không muốn là canh tụi nó cao bằng nhau, mà mình muốn canh phần phía trên thôi, tức là đều phía trên. Còn nội dung á, ngắn dài á, thì nó sẽ thay đổi. Thì lúc này thay vì sử dụng align item stretch thì các bạn sẽ sử dụng là align item là flash get start ha.
Thì lúc này tụi nó sẽ căn phần phía trên so với nhau như thế này. Thì thằng A bằng C thì nội dung nó ngắn thì nó sẽ cao từng ngày thôi. Còn thằng này á, nội dung nó nhiều thì nó sẽ cao như thế này. Đó, đó là flat start, tức là căn phía trên đầu ha. Còn các bạn muốn căn ở phía dưới á, phía dưới đích như thế này, thì thay vì sử dụng flat start thì các bạn sẽ dùng là flat end ha. Flat end như thế này thì mình sẽ căn ở dưới. Rồi, đó. Còn trường hợp các bạn mà muốn căn giữa so với nhau á, thì các bạn sẽ dùng là align item là center ha. Thì tụi nó sẽ căn giữa so với nhau. Rồi, còn một trường hợp nữa, ví dụ thằng list item mình cho thằng first child đi ha. First child. Mình tăng font size nó lên khoảng 5 rem đi. Như thế nào? Thì lúc này chiều cao nó sẽ cao lên, là đó là chuyện đương nhiên rồi, và tụi nó vẫn căn giữa so với nhau. Thì có một cái giá trị đó nữa là align item là baseline. Align item baseline là như thế nào? Thì tụi nó sẽ căn theo đích chữ ha. Đích chữ của dòng đầu tiên thôi nha. Thì giả sử ở đây mình có chữ A rất là to 50 pixel. Thằng này là 16, thằng này 16. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ căn theo cái đích chữ của dòng đầu tiên nè. Thì chữ A này nó sẽ căn đích chữ đây. Đó, bằng chữ Lorem Ipsum Dolor bằng chữ C luôn. Giả sử mình tăng lên 15 đi chăng nữa thì nó vẫn căn theo đích chữ này, thấy không? Đó. Thì là baseline, có là trong cái chữ á, nó sẽ có một cái baseline của cái chữ là phần phía dưới này, đó gọi là baseline ha. Tức là khi chúng ta sử dụng align tầm baseline á, thì nó sẽ căn những cái này so với nhau, là đích chữ của dòng đầu tiên ha. Đó, mình sẽ giảm nhỏ lại cho dễ nhìn. Đó là baseline. Rồi giả sử á, tất cả cái này đều là baseline, nhưng mà mình muốn là cái chữ C này, tức là cái trong trường hợp này là last child á, mình muốn là căn phía dưới, tức là chỉ áp dụng cho một mình nó thôi, hoặc là áp dụng cho thằng A bằng C thôi. Thì chúng ta sẽ làm gì ha? Thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính là align cell. Thì align cell này nó sẽ áp dụng cho phần tử con ha. Thì giả sử ở đây phần tử cha là mình đang dùng là display flash. Còn phần tử con á là thằng list item này, mình muốn là thằng cuối cùng nó nằm cuối, là nằm ở dưới này. Thì mình sẽ code là chấm list item ha, và chọn phần tử cuối mình sẽ học rồi là last child ha. Mình đã học rồi ha. Mình sẽ có cho là align gạch cell ha. Like a cell, cell trong tiếng Anh nó dịch ra có nghĩa là kiểu cá nhân đó ha. Thì mình muốn là áp dụng cho mình nó thôi, thì mình sẽ để là flash end chẳng hạn. Trong trường hợp này mình muốn là nó nằm dưới cùng đó. Tức là giả sử có một vài trường hợp các bạn muốn căn là theo baseline, nhưng mà thằng cuối cùng á nó hơi đặc biệt một chút, các bạn muốn căn một mình nó thôi, căn một mình nó xuống dưới cuối cùng thôi, thì các bạn sẽ để là like cell ha, cho chính nó ha, là flash end trong trường hợp này. Giả sử thằng này đi, mình muốn căn nó theo flash start, thì thằng first child á thì mình sẽ thêm là like cell là flash start như thế này. Đó, thì nó sẽ căn phía trên, thằng này căn phía trên này ha, bằng với thằng này. Còn này sẽ căn phía dưới. Đó. Rồi. Đó là về align item. Rồi, tiếp tục. Nếu mà bây giờ mình kéo ra như thế này. Đó, nội dung nó hơi dài đúng không? Mình sẽ bỏ bớt chữ đi. Mình sẽ bỏ bớt chữ như thế, mình để ba chữ này thôi. Thì các bạn sẽ thấy ba cái khối này này ha, A, Lorem và C. Hoặc mình để lại chữ B để cho các bạn dễ nhìn. B. Thì nó sẽ nằm về phía bên trái đúng không? Nhưng mà mình muốn ba cái cục này đều nằm phía bên phải thì làm sao? Thì đó chính là thuộc tính justify content ha. Và giá trị mặc định của nó là flat start ha. Có nghĩa là nếu các bạn không khai báo gì thì nó sẽ là flat start. Đó, tức là toàn bộ ba cục này nằm bên trái. Bây giờ mình muốn ba cục này nằm bên phải thì làm sao ha? Thì chúng ta sẽ dùng là justify content là flat end. Thì nó sẽ nằm qua bên phải như thế này. Rồi, mình muốn tụi nó nằm giữa thì chúng ta sẽ dùng là justify content center ha, tất cả đều nằm giữa như thế này. Chúng ta muốn ba cái, một cái nằm đầu, một cái nằm giữa và một cái nằm cuối, thì chúng ta sẽ sử dụng là justify content space between ha. Thì nó sẽ tạo ra khoảng trống giữa các phần tử như thế này, đây, đây và đây. Rồi mình muốn là khoảng trống đều có xung quanh tụi nó thì làm sao? Thì mình sẽ dùng là justify content space around ha. Đó, thì lúc này nó sẽ có khoảng trống xung quanh như thế này, đây, đây. Thì cái khoảng trống bên trái này sẽ bằng một nửa khoảng trống ở giữa ha. Đó, là space around, cách nó hoạt động là như vậy. Còn nếu các bạn muốn khoảng trống luôn đều nhau á thì các bạn sẽ dùng là justify content space evenly ha, thì tụi nó sẽ tạo ra khoảng trống luôn bằng nhau như thế này. Đó, đó chính là thuộc tính justify content với các giá trị như là flat start căn bên trái, flat end là căn cuối ha, bên phải, center là ở giữa, space between là tạo khoảng trống giữa các phần tử, space around là tạo khoảng trống xung quanh, space evenly là tạo khoảng trống giữa các phần tử luôn bằng nhau ha. Align tầm là căn theo chiều dọc ha, tức là sẽ căn phía trên, căn phía dưới, căn ở giữa. Đó, tức là tụi nó căn dây dọc so với nhau. Còn justify content á, thì khi chúng ta sử dụng với flat direction row á, thì justify content sẽ căn theo chiều ngang bên trái, bên phải, ở giữa, đó, xung quanh ha. Rồi nếu muốn xét cho từng phần tử riêng biệt á, thì chúng ta sẽ sử dụng là align cell ha.
Rồi các bạn muốn đảo chiều thì sử dụng là thay vì dùng row thì các bạn dùng row reverse thôi. Đó là CBA như thế này. Thì flex direction á, nó có thêm một cái giá trị nữa, đó chính là flex direction column và column reverse nữa ha. Thì ở video tiếp theo á, mình sẽ nói về trường hợp là column ha, là xem thử column hoạt động nó như thế nào so với là row ha. Rồi còn một cái nữa trước khi kết thúc, đó chính là flex wrap, mình quên giải thích cho các bạn. Thì ở đây giả sử đi ha, mình có là thằng list như thế này, là nó đang chiếm 100% đi, tại vì nó là thẻ block. Nhưng mà thằng list item này mình cho mỗi cái là một thằng là width 50% chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà ở đây nó lại chia đều là mỗi thằng 33%. Tại vì mình để width 50% mà mình có 3 phần tử thì cộng lại sẽ là 150 đúng không? Thì đáng lẽ thằng A nó phải rớt xuống hàng mới đúng. Thì tại sao nó lại không rớt? Thì do trong FlexBot có một thuộc tính có tên là FlexWrap ha. Mặc định của nó là no wrap, có nghĩa là nó sẽ không rớt xuống hàng. Nếu mà nội dung nó tràn á, thì nó sẽ không rớt xuống hàng. Nó vẫn cố gắng tính toán làm sao để nằm trên một hàng như thế này. Đó. Thì lúc này mình muốn là thằng này ba thằng cộng lại là 150% rồi, thì quá 100% rồi thì nó phải rớt chứ. Thì lúc này các bạn muốn rớt á, thì các bạn sẽ set là FlexWrap ha, là wrap hay như thế này. Thì lúc này nó sẽ rớt xuống hàng như thế này. Bởi vì á, mình đang để là 50%. Thì ba thằng đều rớt, tại sao? Bởi vì mình đang dùng margin nữa, thì 50% cộng cho margin nữa thì nó sẽ lớn hơn rồi. Thì sẽ là 50% cộng cho 5 pixel hai bên nữa là 10. Thì cộng lại sẽ lớn hơn 100 thì nó sẽ rớt. Thì cho nên nếu mình bỏ margin đi thì các bạn sẽ thấy này, đó là mình để lại thằng row cho các bạn dễ hình dung. Như thế này. Rồi mình tăng lên 40 đi. Tăng lên 40 và để margin vào cho đỡ rối. Đó thì các bạn sẽ thấy thằng A, thằng B và thằng C nó, thằng C sẽ rớt xuống ha. Đó. Thằng A là chỉ 40%, thằng B 40 là cộng lại 80 rồi. Thì thằng này thêm 40 là 120 là không đủ, thì thằng C nó sẽ rớt ha. Thì đó chính là flex wrap. Ngoài ra có một thuộc tính nữa là flex get flow. Thì flex get flow là viết tắt của flex direction và flex wrap ha. Thì giờ thay vì các bạn viết là flex direction là row và flex wrap là no wrap, thì các bạn có thể viết tắt là flex flow truyền vào là direction là row và truyền vào là flex wrap là no wrap như thế này. Đó là viết tắt đó. Đó, thì no wrap thì nó sẽ nằm lên trên như thế này ha. Ok, thì trong video này mình đã giới thiệu cho các bạn cơ bản về các thuộc tính với FlexBot như là Flex Direction là row và Align Item, Justify Content, Flex Wrap, Flex Flow, Align Excel ha. Thì khi nãy mình đã nói rồi á, thì trong video tiếp theo mình sẽ giới thiệu về thuộc tính khác, đó chính là xin lỗi ha, về giá trị khác, đó chính là Flex Direction Column và Column Reverse, để xem thử khi hiển thị theo chiều dọc thì nó hoạt động sẽ như thế nào. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.